Rồi thì một số anh chị nói là dạo này suy thoái kinh tế, nó kiểu tiền đâu mà mua ít hắt, tiền đâu mua xe bán chi mà mắc. Thì ít hắt bây giờ không bán giá đó, không phải tôi đem cho mấy ông, hay là tôi bán phần nửa giá nhưng mà mấy triệu hay gì á, không lẽ giờ ít hắt bán 50 triệu một chiếc thì mấy ông mới nói là có tiền để mua. Xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì nhiều cô chú anh chị xem kênh Cua Vlog 61 thì thấy khá là thích những cái dòng xe SH lên vàng áo ý như thế này luôn. Nên là hôm nay là tiếp tục quay và báo giá để coi giá SH tháng này thì nó có thay đổi gì hay không. Với lại là có một cái chương trình khuyến mãi dành cho Honda SH này lên tại cửa hàng em, không phải SH không đâu mà tất cả những cái dòng xe bên cửa hàng em luôn. Anh chị lưu ý giúp cho em một cái vấn đề nha, là em báo giá xe đã bao gồm VAT thôi. Còn muốn biết giá lăn bánh á, thì em không thể nào báo cho anh chị cái giá này là đã bao gồm giá lăn bánh được. Tại vì em không biết được anh chị là ở đâu, để em lăn bánh là ở đâu, và em tính tiền như thế nào. Nên là khi anh chị muốn biết là mình lăn bánh ở huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, thì mình liên hệ alo cô hả, giá lăn bánh của chiếc SH này là nhiều, anh chị muốn mua phiên bản này, phiên bản kia 160 ABS hay là SH 160 ABS lên dạng ý, lăn bánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu đó, thì lúc đó em mới tính được cái giá lăn bánh cho anh chị ha. Có nhiều anh chị anh coi clip của em tới khúc này em báo giá xong cái thoát ra ngoài không coi nữa, thế là không biết em báo giá là đã bao gồm VT, cứ nghĩ là em báo giá lăn bánh xong lên cửa hàng coi xe chửi dữ thần luôn, chửi kêu trời ơi sao báo giá xe trên trên kênh YouTube là như vậy mà ra đây báo giá thêm tiền ở kiểu anh chị phải lưu ý giá đã bao gồm VAT thôi. Còn nếu mà xe nhập khẩu đã luôn bao gồm giá nhập khẩu. Còn thế trước bạ tiền biển số thì anh chị ở đâu làm ơn alo cua là em sẽ tư vấn cho anh chị như vậy ha. Rồi bây giờ nè, SH thì bên em thì bao la màu, khoảng tầm mười mấy 20 màu lận, anh chị thích màu nào cũng được, hoặc là anh chị muốn gọi là sơn theo một cái màu yêu cầu của bản thân mình đó, thì gửi hình của anh chị qua Zalo cho em sẽ sơn y như vậy cho anh chị ha. Rồi thứ hai nữa là anh chị nói ôi cha bỏ tiền ra thêm màu sơn độ này nữa, thì sơn nó không phải sơn zin mà nó không xài không có tốt gì, thôi mua sơn độ làm gì, bỏ thêm tiền làm gì, đúng không? Sơn độ dành cho những người nào ạ, dành cho những người nào có nhu cầu thích một chiếc xe mình không bị đụng hàng quá nhiều khi mình đi ngoài đường, nổi bật khi mình đi ngoài đường đấy. Vậy thì đi sơn zin á, tất nhiên anh chị va chạm, va quẹt hay đậu xe trong chung cư hay siêu thị, cơ quan nó kiểu thì đậu xe khích với nhau nó dẫn nó cũng chạy hai bên hông quá trời, cũng phải để xe chạy đi đúng không? Nhưng mà đi sơn độ á thì bên cửa hàng em bảo hành màu sơn cho anh chị là 5 năm, 5 năm nha. Rồi theo vào đó là khi mà anh chị bị va quẹt hay nó kiểu á chạy chốc, đem xe đến cửa hàng em sẽ dặm sơn tút hoàn toàn miễn phí cho anh chị. Nhưng mà không phải hỏi xíu chạy là lấy chìa khóa gạch cái chạy cái đem ra là dặm nó kiểu nha, nó mất thời gian của anh chị thôi, tại phải gỡ dàn áo ra rồi đi sơn thì nó kiểu nó mất thời gian của anh chị. Mà gỡ dàn áo ra mà xe để trần trụi cho anh chị chạy xe về đúng không, phải để ở cửa hàng em. Nên là khi nào anh chị chạy xe cảm thấy chiếc xe của mình nó nát, nó tả, nó chạy quá trời luôn á, đem xe lên cửa hàng em dặm sơn tút một lần là như là như xe mới luôn, đẹp như xe mới luôn. Đó là cái mà mình xài màu sơn độ mình được những cái điều đó, còn mình xài màu sơn zin thì nó sẽ không có được những điều đó ha. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết để báo giá những cái chiếc xe SH ngay tại cửa hàng bên em. Anh chị nào mình quan tâm thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em ha. Muốn biết cái gì chi tiết thì cứ để bình luận cho em. Bây giờ sẽ đi vào báo giá cũng như là xem màu sơn tại cửa hàng bên em. Rồi anh chị thấy ha, ở đây em sẽ có một cái màu gọi là màu xám bạc, màu này màu sơn độ anh chị ha, 160 vân khói nha. Đó, đẹp không, màu bạc này rất là đẹp luôn, màu này em bán rất được luôn, nhìn như màu zin và sáng xe đẹp xe. Màu này bạc nhám nha, còn màu bạc bóng nữa cũng đẹp, rất là đẹp luôn. Hôm nay sẽ báo giá cho mình luôn ha, SH mà lên vàng áo ý này bên em á, là sẽ lên là khoảng tầm 14 triệu. 14 triệu là chỉ có full bộ vàng áo ý thôi. Còn ví dụ như là Oppo hay là lóc mái hay này nọ kiểu, hay là mâm sporty nọ, thì nó sẽ có thêm mức giá khác nhau nha. Em báo là báo vàng áo thôi. Đấy, áo bên em anh chị hỏi là ủa lên rồi vàng áo cũ đâu, vàng áo cũ thì trả lại cho anh chị chứ. Còn nếu mà anh chị muốn bán lại vàng áo cũ thì mình sẽ trừ lại trong cái vàng áo này cho anh chị. Ok ha, cái giá em bán là chưa có trừ vàng áo cũ nha. Đó, em sẽ đưa vàng áo cũ cho anh chị. Nói chung là đồ chơi, đồ gì đó, thay cái gì, thay phục, độ mâm, độ đĩa nào nó kiểu á, thì vẫn sẽ trả lại cho anh chị. Ví dụ đi lên mâm sporty này phải không, thì cái mâm zin này em vẫn phải trả lại cho anh chị thôi. Đó, em không có giữ làm gì hết trơn á. Khi nào mà anh chị muốn nhu cầu bán lại cái mâm này để trừ vô cho chi phí cho cái mâm này thì nó sẽ được trừ, được bán lại ha. Đấy, rồi thì giá SH bên cửa hàng em thì như thế nào, bây giờ em sẽ báo giá nha. SH thì hơi nhiều phiên bản nên là anh chị chịu khó nghe nha. SH mà 125 CBS là 76 triệu, ABS là 84 triệu, ABS 2023 màu thể thao là 87 triệu ha. Còn 160 CBS là 93,5 triệu,
ABS màu trắng đỏ là 100 triệu, 160 ABS màu đen nhám là 103,5 triệu, phiên bản thể thao màu xám đen sẽ là 105,5 triệu. Giá em báo là đã bao gồm thuế VAT rồi. Anh chị mà thích xe màu nào, phiên bản nào thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại dưới bên góc màn hình ha. Đấy, đây là màu đen nhám nè, rồi đây là màu bạc màu xám lông chuột, xám thể thao nè, đó mắc tiền nhất đó. Đấy. Nếu như mà cá nhân mình á thì mình sẽ không mua những cái màu mà mắc tiền như vậy. Mình sẽ mua những cái màu thường, màu trắng, màu đen gì nọ cái bình thường thôi. Rồi mình sẽ thích thì mình sẽ lên những cái màu sơn đội thế này. Nó sẽ đẹp xe hơn rất là nhiều luôn. Bên trong kia em còn rất là nhiều màu ha. Ví dụ như là màu xanh nè. Đây, màu xanh này nè. Xanh dương này nè, rất là đẹp luôn nè. Đó, đẹp chưa? Rồi em sẽ có màu tím nè. Đó, bên kia thì có màu hồng nữa nè. Màu hồng nè, đó rất nhiều luôn. Anh chị thích màu nào thì lên cửa hàng em để xem xe ha. Rồi thì còn trả góp thì hiện tại bên cửa hàng em đang có chương trình khuyến mãi là không cần phải đưa trước mà mức lãi cũng cực kỳ là ưu đãi luôn. Bình thường á đưa 30% thì được một mức lãi ưu đãi đúng không, nhưng mà bây giờ anh chị không cần phải đưa trước, anh chị vẫn được hưởng một mức lãi giống như đã đưa trước 30%. Đấy, đây là cái này là rất là hiếm hoi để mình được một lần gọi là không cần phải đưa trước mà mình sẽ được mức lãi cực kỳ ưu đãi nha. Nên là anh chị phải lưu ý vấn đề này. Ngày xưa thì không cần đưa trước thì mức lãi sẽ rất là cao, nhưng mà hiện tại là đang chạy chương trình khuyến mãi cho bên tài chính đó, nên là sẽ không cần đưa trước thôi, nhưng mà mình sẽ được mức lãi rất ưu đãi luôn, như là đã đưa trước 30%. Ok ha. 40% và 50% thì mình sẽ được nhận cả về gốc mang về. Đấy, anh chị mình quan tâm thì có thể liên hệ với em nha. Cái đó là dành cho anh chị mà điểm tín dụng tốt nha. Điểm tín dụng tốt là sao? Là không có bao giờ mà trả nợ trễ, nợ xấu này nọ kiểu, thì là điểm tín dụng tốt. Còn anh chị nào á mà điểm tín dụng không tốt, từng trả nợ trễ hay là quỵt tiền hay nọ kiểu á, thì mình vui lòng trả giúp cho em hoặc trước 5% hoặc là 10%. Ví dụ xe 100 triệu này ha, thì đưa trước 5% là nhiêu à? 5 triệu, 10% là 10 triệu, 15% là 15 triệu. Đó, nó tính ra như vậy, anh chị lưu ý với em ha. Rồi thì một số anh chị nói là dạo này suy thoái kinh tế nó kiểu tiền đâu mà mua ít hắc, tiền đâu mua xe bán chi mà mắc, thì ít hắc bây giờ không bán giá đó, không phải tôi đem cho mấy ông hay là tôi bán phần nửa giá chứ mấy triệu hay gì á, không lẽ giờ ít hắc bán 50 triệu một chiếc thì mấy ông mới nói là có tiền để mua đúng không? Mấy ông suy thoái kinh tế là mấy ông có người ta là vẫn làm ăn được, người ta vẫn có nhu cầu để người ta mua xe, chứ không phải là nguyên cả nước là suy thoái kinh tế là người ta nghèo hết đó. Mình không có tiền mình mua xe thì mình cố gắng mình tìm công việc đó, mình cày cấy làm thêm để mình mua xe, chứ đừng có cà khì nói là suy thoái kinh tế rồi không có tiền đâu mà mua xe, không có tiền kiếm cách để mua xe, còn không mình mua những cái xe nào nó thấp giá trị hơn thì đừng trèo cao đúng không? Đấy, rồi bây giờ là chốt lại nè, giá đã bao gồm VAT ha. Anh chị muốn biết giá đang bán ở đâu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở dưới bên góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.